tin tức chính trong ngày 12 tháng 4 hôm nay. Canada sẽ nhận 1,8 triệu liều vaccine trong tuần này từ Pfizer và Moderna. Ontario đóng cửa các lớp học một lần nữa trong bối cảnh các ca COVID-19 mới gia tăng. PC xác nhận đợt COVID-19 thứ ba, số lượng bệnh nhân trong ICU đạt mức cao kỷ lục tỉnh bang Alberta đang trên hướng tiêm 300.000 liều vaccine COVID-19 mỗi tuần, bắt đầu giai đoạn 2C của chiến dịch tiêm chủng. Ottawa chấp thuận gói cứu trợ tài chính cho Air Canada. Hàng trăm người bất chấp lệnh giới nghiêm 8 giờ tối của Montreal trong một cuộc biểu tình. Ủy ban an ninh cho biết đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy hoạt động gián điệp nước ngoài ở Canada. Và trong bản tin thế giới, mời quý vị theo dõi một tay súng chạy trốn ở Paris sau khi giết chết một người và làm bị thương một người khác ở phía bên ngoài bệnh viện. Quan chức hàng đầu của Trung Quốc thừa nhận vaccine COVID-19 của nước này có hiệu quả thấp. Thâm thuộc ngân sách của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong 3 tháng do viện trợ tăng mạnh. Hideki Matsuyama trở thành người Nhật đầu tiên đoạt giải Golf Masters. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất được in ấn và phát hành tại Canada. Nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị đăng ký và subscribe và nhớ bấm ngay nút chuông ở kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới nhất và chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách chia sẻ, share video và nhớ bấm like, comment nếu các bạn thấy thông tin này hữu ích. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chích ngừa và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19/ontario.ca. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Canada sẽ nhận 1,8 triệu liều vaccine trong tuần này từ Pfizer và Moderna. Tuần này, chính phủ liên bang hy vọng Moderna sẽ giao 855.000 liều vaccine vốn bị trì hoãn từ tuần trước cùng với 1 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech. Thiếu tướng Danny Fortin, sĩ quan quân đội giám sát nỗ lực phân phối vaccine của chính phủ liên bang, đã đổ lỗi cho sự chậm trễ của Moderna là do hàng tồn động với vấn đề chất lượng. Các quan chức đã chỉ ra rằng 1,2 triệu liều thuốc từ Moderna cũng có thể bị chậm trễ tương tự trong tuần tới. Trong khi đó, Pfizer-BioNTech đã liên tục cung cấp hơn 1 triệu mũi tiêm cho Canada mỗi tuần, trong hơn một tháng. Cơ quan y tế công cộng cho hay, họ sẽ không nhận thêm liều vaccine nào của Oxford-AstraZeneca hoặc Johnson Johnson trong tuần này. Theo COVID-19 Tracker.ca, hơn 10 triệu liều vaccine đã được phân phối trên khắp đất nước Canada, với gần 8 triệu liều đã được tiêm, gần 20% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi. Ontario đóng cửa các lớp học một lần nữa trong bối cảnh các ca COVID-19 mới gia tăng. Ontario một lần nữa phải ngừng các lớp học trực tiếp trong các trường học khi tỉnh bang đối phó với làn sóng thứ ba của các ca bệnh COVID-19. Thủ hiến Dodd Ford đã đưa ra thông báo này trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Thủ hiến nói, tôi không thể nhấn mạnh điều này hơn nữa, chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng. Thủ hiến Ford đã không đưa ra mốc thời gian khi nào trẻ em sẽ quay trở lại lớp học, thay vào đó nói rằng các quan chức sẽ theo dõi liên tục dữ liệu và xu hướng để xác định thời điểm trẻ em có thể trở lại trường học. Nhân viên y tế của tỉnh, tiến sĩ David William cho biết việc đóng cửa trường học kéo dài là điều thận trọng. Bất chấp việc đóng cửa, dịch vụ giữ trẻ cho trẻ em chưa đến tuổi đi học sẽ vẫn mở cửa. Tuy nhiên, các chương trình trước và sau giờ học đều bị đóng cửa tỉnh cũng đang cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi đi học của các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu. Bộ Giáo dục báo cáo 217 ca bệnh khác liên quan đến trường học trong ngày hôm nay, bao gồm 186 học sinh, 30 nhân viên và một người chưa được xác định. Khoảng 27% trong số 4.828 trường công lập của Ontario hiện có ít nhất một ca bệnh các bệnh viện trên khắp Ontario sẽ bắt đầu giảm bớt các ca phẫu thuật không khẩn cấp để dồn năng lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bộ trưởng Y tế Christine Elliott cho biết, việc đó có thể làm tăng công suất của các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Ontario lên đến 1.000 giường bệnh. Mới đây, tỉnh đã báo cáo có thêm 15 người chết vì COVID-19, đưa tổng số người chết vì COVID-19 ở trong tỉnh lên đến 7.567 người, và trung bình trong một tuần số người chết vì COVID là khoảng 16 người. Tỉnh Alberta đang trên hướng tiêm 300.000 liều vaccine COVID-19 mỗi tuần, bắt đầu giai đoạn 2C của chiến dịch tiêm chủng. Thủ hiến Alberta ông Jackson Kenney cho biết tỉnh đang tiến hành cung cấp 300.000 liều vaccine COVID-19 mỗi tuần. Ông đã đưa ra những cập nhật về đợt triển khai vaccine của Alberta vào sáng thứ Hai, và giờ trước khi các phòng khám vaccine quy mô lớn mở cửa ở Calgary và Edmonton. Các phòng khám lớn ở Calgary và Edmonton, mỗi phòng có thể tiêm tới 1.000 liều mỗi giờ và 6.000 liều mỗi ngày, sẽ bắt đầu cung cấp vaccine AstraZeneca cho những người trong độ tuổi từ 55 đến 64 tuổi. Theo ước tính, thì tới cuối tháng 5, 48 đến 50 dân số Alberta sẽ được bảo vệ khỏi COVID. Tại thời điểm đó, họ có thể mong đợi một số hạn chế về sức khỏe cộng đồng được nới lỏng khi 64% dân số Alberta có thể miễn nhiễm. Hy vọng vào cuối tháng 6, các hạn chế có thể được nới lỏng hơn nữa, nhưng việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vẫn được khuyến khích. Vào tháng 9, khi 72% dân số có khả năng miễn dịch, Alberta có thể phục hồi hoàn toàn. Thủ hiến Alberta nhắc lại rằng, miễn là nguồn cung cấp vaccine đến như đã hứa, mọi người lớn ở Alberta sẽ được tiêm ít nhất một liều đầu tiên vào cuối tháng 6. Giai đoạn tiêm chủng 2C bắt đầu vào ngày thứ hai kể từ 8 giờ sáng. Nhân viên y tế tại các cơ sở chăm sóc bệnh viện hoặc những người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng trong cộng đồng đã đủ điều kiện để đặt lịch hẹn. Nhân viên chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện bao gồm bác sĩ, y tá, dược sĩ, nha sĩ và tất cả các chuyên viên chăm sóc sức khỏe khác hoặc nhân viên hỗ trợ của họ. Các nhân viên làm việc trong các cơ sở chăm sóc bệnh viện hoặc cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng trong cộng đồng cho các dịch vụ y tế ở Alberta, Covenant Health, Alberta Precision Lab, Dynalife và sinh viên thực hiện các bài thực hành trong các lĩnh vực lâm sàng. Và kế tới là nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở First Nation và khu định cư người Métis. Tính đến tối ngày 12 tháng 4, Canada báo cáo có thêm 10.859 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức. 1.076.016 ca, trong đó có 76.684 ca là còn bệnh, 970.849 ca là phục hồi và số ca tử vong là 23.356. Tỉnh bang Ontario báo cáo có thêm 4.401 ca nhiễm COVID-19 vào ngày hôm nay, là con số cao thứ hai từ trước đến nay trong một ngày, và có 15 ca tử vong. Tỉnh cho biết có 1.646 ca nhập viện COVID-19,

Một báo cáo mới từ quan chức y tế Toronto dự đoán thành phố đang trên đà có tới 2.500 ca nhiễm virus mới hàng ngày vào cuối tháng 4. Trong khi đó, có hơn 70 hiệu thuốc sẽ tham gia đợt triển khai vaccine COVID-19 ở Ontario khi tỉnh này đang chạy đua để làm chậm lại sự lây lan của virus. Các quan chức chính phủ cho biết, động thái này sẽ nhanh chóng mở rộng khả năng cung cấp vaccine AstraZeneca cho những người từ 55 tuổi trở lên trong tuần này. Các quan chức y tế ở British Columbia thông báo có 3.289 ca nhiễm COVID-19 trong 3 ngày qua, cùng với 18 người chết, trong khi số bệnh nhân đang được chăm sóc nguy kịch vì căn bệnh này đã tăng lên mức cao kỷ lục. Có 386 bệnh nhân đang nằm viện, trong đó có 121 người đang được chăm sóc ở tình trạng nguy kịch. Cho đến nay, có hơn 1.112 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại tỉnh tỉnh BC đã công bố ngày cho những người từ 40 tuổi trở lên để đăng ký vaccine như sau. Thứ hai vào ngày 12 tháng 4, những người sinh năm 1966 trở về trước. Thứ tư ngày 14 tháng 4, những người sinh năm 1971 trở về trước. Thứ sáu ngày 16 tháng 4, những người sinh năm 1976 trở về trước. Thứ hai ngày 19 tháng 4, những người sinh năm 1981 trở về trước. Đăng ký vaccine không giống như đăng ký một cuộc hẹn để tiêm vaccine. Sau khi đăng ký thì quý vị sẽ nhận được mã xác nhận, sau đó là email, tin nhắn hoặc cuộc gọi cho biết khi nào quý vị đủ điều kiện để sử dụng mã để đặt lịch hẹn. Tại Quebec, các quan chức y tế báo cáo có 1.599 ca COVID-19 mới và thêm 2 ca tử vong. Số ca nhập viện là 630 ca với 142 người trong ICU tỉnh bang Alberta ghi nhận 1.136 ca mắc COVID-19 mới và 5 ca tử vong. Manitoba báo cáo 114 ca COVID-19 mới vào ngày thứ Hai. Chính quyền tỉnh cho biết họ có thể sớm áp đặt các lệnh y tế công cộng. Giám đốc y tế công cộng, tiến sĩ Brent Rosen cho biết số ca và tỷ lệ dương tính với xét nghiệm đang tăng lên và có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có nhiều bữa tiệc tại nhà và có các cuộc tụ hợp khác được tổ chức. Saskatchewan báo cáo 300 ca mới và 1 ca tử vong. Chính quyền tỉnh thông báo họ sẽ gia hạn tất cả các biện pháp y tế công cộng cho đến ngày 26 tháng 4. Được biết, các lệnh y tế công cộng ban đầu được công bố vào ngày 9 tháng 3 cũng như các sửa đổi tại khu vực Regina được công bố vào ngày 24 tháng 3 sẽ có hiệu lực cho đến ngày 26 tháng 4 và sẽ được xem xét lại vào thời điểm đó. New Brunswick báo cáo 10 ca COVID-19 mới và cho hay hai ca bệnh phát hiện hồi đầu tháng này là do các biến thể coronavirus. Nova Scotia báo cáo 7 ca bệnh mới. Newfoundland không có ca mới nào vào hôm thứ Hai, khi Bộ trưởng Y tế ông John Hachi thông báo rằng tỉnh đã tiêm hơn 100.000 liều vaccine. Prince Edward Island báo cáo có 3 ca nhiễm COVID-19 mới. Tỉnh cho phép những người từ 55 tuổi trở lên tiêm vaccine AstraZeneca Oxford tại 12 nhà thuốc. 100 người bất chấp lệnh giới nghiêm 8 giờ tối ở Montreal trong một cuộc biểu tình. Cảnh sát Montreal đã phát hơn 100 vé phạt và thực hiện nhiều vụ bắt giữ sau khi cuộc biểu tình phản đối lệnh giới nghiêm mới tại thành phố trở nên bạo lực vào đêm Chủ nhật. Người phát ngôn của cảnh sát ở Montreal cho biết có 7 vụ bắt giữ được thực hiện và 108 vé, trong đó có 107 vé phạt là vì vi phạm các quy tắc y tế công cộng và một là vì vi phạm luật lệ thành phố hàng chục hành vi phá hoại đang được điều tra. Được biết, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại khu du lịch uport để phản đối lệnh giới nghiêm 8 giờ tối. Cuộc biểu tình bắt đầu tương đối nhẹ nhàng. Một đám đông chủ yếu là trẻ tuổi nhảy múa theo nhạc từ loa phóng thanh khi đốt pháo hoa và hô vang tự do cho giới trẻ. Nhưng cuối cùng thì có một vài người biểu tình đã đốt lửa ở Playchaker Cartier, dẫn đến cảnh sát trắng bao động phải bắn hơi cay. Một số khác thì còn thu giữ đạn từ các đường phố trong thành phố, ném vào các cửa sổ ở gần đó. Cảnh sát ngay sau đó đã giải tán đám đông, khiến cho hàng chục người biểu tình chạy tán loạn và gây ra tình trạng hỗn loạn trên những con đường. Mặt khác, nhiều người biểu tình không đeo cầu trang. Bộ trưởng Y tế của Quebec, ông Christian Dubé, nói rằng ông tin những người biểu tình chỉ đại diện cho một phần nhỏ của dân số ở Montreal. Người đàn ông ở Ontario được cho là người Canada đầu tiên có phổi bị COVID phá hủy được cấy ghép hai lá phổi mới. Ông Tim Horty so 61 tuổi ở Mississauga, Ontario, đang đánh răng vào một buổi sáng tháng 12 thì ông bị một cơn choáng váng khiến ông ngất xỉu. Ông không ngờ rằng đó là dấu hiệu đầu tiên của nhiễm trùng coronavirus. Trong vài ngày, ông bị sốt, khó thở trong giấc ngủ và được đưa đến bệnh viện với tình trạng xấu đi và cuối cùng là cần phải được cấy ghép hai lá phổi. Các bác sĩ tại mạng lưới y tế đại học ở Toronto University Health Network tin rằng ông Soft là người đầu tiên ở Canada được ghép phổi sau khi bị nhiễm bệnh COVID-19. Ông Timothy Soft là một người đàn ông mạnh khỏe, có thể chất tốt trước khi bị nhiễm virus, đã chứng kiến căn bệnh tàn phá phổi của mình trong hai tháng ở phòng chăm sóc đặc biệt. Trong khi phổi của ông bị thương không thể chữa được, virus không làm hỏng bất kỳ cơ quan nào khác của ông. Sau khi tham khảo ý kiến của gia đình và các bác sĩ, ông Soft đã được chuyển từ Trillium Health Partners ở Mississauga đến Bệnh viện Đa khoa Toronto, nơi có chương trình cấy ghép nội tạng lớn nhất Canada. Bác sĩ Marcelo Sipo, giám đốc phẫu thuật tại trung tâm cấy ghép, người dẫn đầu trong nhóm thực hiện ca phẫu thuật. Ông Sof đã ở trong tình trạng với lượng oxy rất cao khi bác sĩ gặp ông và ảnh chụp phổi cho thấy một lượng lớn mô sẹo gọi là sơ phổi. Bác sĩ Sipo cho biết phổi của ông Sof đã bị teo lại trong quá trình nhiễm bệnh và trở nên cứng và kháng lại luồng không khí. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, Bác sĩ Sipple cho biết, ông không muốn thấy cấy ghép phổi trở thành một phương pháp điều trị thường xuyên cho các ca COVID-19 nghiêm trọng. Quy trình này chỉ mới được thực hiện khoảng 40 hoặc 50 lần trên toàn thế giới. Tình huống của ông so rất là đặc biệt ở chỗ. Loại virus này đã không khiến cho phần còn lại của cơ thể ông bị suy yếu. Ông Sof cũng đã khỏi COVID-19 vào thời điểm ông được đánh giá để cấy ghép. Đây là điều kiện chính trước khi ông có thể tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Saipo cho biết sự gia tăng của các biến thể đáng lo ngại đang gây ra bệnh nặng ở nhiều bệnh nhân trẻ hơn, có thể làm tăng số lượng chuyển viện trong tương lai. Chương trình cấy ghép của University Health Network đang xem xét thêm 3 bệnh nhân COVID-19 cho việc cấy ghép nội tạng. Trong khi ông Sov hiện đang phục hồi tốt, toàn bộ gia đình của ông bao gồm cả người bạn đời Julie Garcia, con trai 24 tuổi của cô và cha cô là Chuen Tang, 80 tuổi, đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cùng với thời điểm ông Sov bị bệnh. Ông Tang chết trong ICU sau khi nhập viện, trong một căn phòng ngay cạnh ông Sov. Gia đình đã không hiểu làm thế nào mà các thành viên bị nhiễm hoặc ai là người bị nhiễm virus đầu tiên. Ông Sov là người không có bệnh lý nền để khiến ông có nguy cơ nhiễm trùng hoặc bệnh nặng hơn. Ông hy vọng câu chuyện của mình là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai nghĩ rằng COVID-19 không phải là vấn đề lớn. Ottawa chấp nhận gói cứu trợ tài chính cho Air Canada. Chính phủ liên bang đã đạt được thỏa thuận với Air Canada về việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho hãng hàng không sau ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời cam kết hãng hàng không này sẽ hoàn lại tiền cho những khách hàng đã hủy chuyến bay vào năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Thỏa thuận này cho phép hãng hàng không lớn nhất của đất nước tiếp cận thanh khoản lên tới 5,8 tỷ đô la thông qua hỗn hợp các khoản vay lãi suất thấp và tài trợ vốn cổ phần. Để đổi lấy sự hỗ trợ của chính phủ liên bang, Air Canada đã đồng ý hoàn tiền cho những khách hàng bị hủy chuyến bay vào năm ngoái vì đại dịch Covid-19. Công ty cho biết, những khách hàng đã mua vé không hoàn lại nhưng không đi do Covid-19 kể từ tháng 2 năm 2020 sẽ đủ điều kiện để nhận tiền hoàn lại kể từ ngày 13 tháng 4. Air Canada cũng đã đồng ý khôi phục các chuyến bay trên gần như tất cả các đường bay trong khu vực bị đình chỉ và đưa ra các giới hạn về tiền lương cho các giám đốc điều hành, việc mua lại cổ phần và trả cổ tức cho các cổ đông. Ngoài ra thì Air Canada cũng đồng ý duy trì lực lượng lao động của mình ở mức hiện tại, tôn trọng các thỏa thuận thương lượng tập thể và bảo vệ lương hưu của người lao động. Công ty hiện có 14.859 nhân viên Canada. Chính phủ cho biết khoản tài trợ sẽ bảo đảm cho Air Canada tiếp tục hỗ trợ ngành hàng không của đất nước, cho phép hãng hoàn tất việc mua 33 chiếc máy bay Airbus A220 được sản xuất tại cơ sở của Airbus ở Morable, Quebec. Ủy ban an ninh cho biết đại dịch thúc đẩy hoạt động gián điệp nước ngoài ở Canada. Cơ quan gián điệp của Canada CSIS cho biết trong năm 2020, Canada chứng kiến các hoạt động gián điệp nước ngoài và sự can thiệp của nước ngoài ở mức độ cao nhất kể từ chiến tranh lạnh một báo cáo mới được đưa ra sau một năm cảnh báo từ csis các cơ quan an ninh khác về các lỗ hổng an ninh quốc gia trong lĩnh vực dược phẩm sinh học và khoa học đời sống của canada những lĩnh vực đó đã bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp từ bên ngoài khi một số lượng lớn người canada chuyển sang làm việc tại nhà và khi nghiên cứu liên quan đến vaccine, phương pháp điều trị và các biện pháp khác chống lại COVID-19 trở nên có giá trị hơn nhiều. CSIS đã liên hệ với 225 đơn vị trên khắp Canada và thông báo tóm tắt cho ít nhất là 2.000 cơ sở có liên quan trong đại dịch COVID-19 hồi năm ngoái và vẫn còn tiếp tục thực hiện việc cảnh báo này đến các cơ sở vào năm 2021 phạm vi gián điệp liên quan đến đại dịch cũng được đánh dấu trong một báo cáo mới của ủy ban an ninh quốc gia và tình báo của các nghị sĩ một trong những ủy ban giám sát an ninh quốc gia của canada báo cáo này được công bố vào ngày hôm nay nghị sĩ đảng tự do david macki chủ tịch ủy ban cho biết đại dịch đang khiến cho một số quốc gia nước ngoài tăng cường các nỗ lực gián điệp can thiệp và đe dọa mạng nhằm vào canada bao gồm cả các công ty tham gia phát triển vaccine một trong những cách mà các tác nhân nước ngoài thu thập thông tin chính trị, kinh tế và quân sự ở Canada vào năm ngoái là thông qua những người thu nhập phi truyền thống như các nhà nghiên cứu và các tổ chức tư nhân. Một trong những công cụ đó là chương trình ngàn nhân tài của Trung Quốc, Thousand Talents Program, đã được giải thích trong báo cáo của Ủy ban Tình báo An ninh Quốc gia của các nghị sĩ. Chương trình ngàn nhân tài của Trung Quốc ra mắt vào năm 2008, chương trình khuyến khích các nhà khoa học Trung Quốc ở nước ngoài mang nghiên cứu của họ về Trung Quốc. Chương trình này hiện đang bị điều tra tại Mỹ. Canada hủy giấy phép xuất khẩu công nghệ máy bay không người lái sang Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng ngoại giao Canada ông Mark Carney cho biết Canada hôm thứ hai đã hủy bỏ giấy phép xuất khẩu công nghệ máy bay không người lái sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi kết luận rằng thiết bị này đã được sử dụng bởi lực lượng azeri đang chiến đấu với armenia trong vùng đất nagorno karabakh theo tuyên bố việc sử dụng này không phù hợp với chính sách đối ngoại của canada cũng như các đảm bảo về mục đích sử dụng cuối cùng mà thổ nhĩ kỳ đưa ra bộ trưởng gano đã nêu quan ngại của mình với ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ được biết canada đã đình chỉ giấy phép xuất khẩu công nghệ máy bay không người lái sang thổ nhĩ kỳ sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Một tay súng đang chạy trốn tại Paris sau khi giết chết một người và làm bị thương một người khác ở bên ngoài bệnh viện. Một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau một vụ xả súng ở một bệnh viện tư nhân ở Paris hôm thứ Hai. Nguồn tin cho biết kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường ở bên ngoài bệnh viện Henry Dunant thuộc quận 16 của thủ đô nước Pháp bằng một chiếc xe hai bánh. Theo điều tra sơ khởi, văn phòng công tố cho biết người thiệt mạng là một người đàn ông 33 tuổi và là mục tiêu ý định của tài súng. Nạn nhân thứ hai bị thương là một phụ nữ 33 tuổi, được xác định là nhân viên bảo vệ của bệnh viện. Văn phòng công tố cho biết họ tin rằng dựa trên điều tra ban đầu, cho thấy cô ấy không có liên quan đến nạn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, nạn nhân thứ hai đang nằm viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết bệnh viện này là một bệnh viện lão khoa nằm trong khu giàu có, do Hội chữ thập đỏ Pháp điều hành và hiện là trung tâm tiêm chủng COVID-19. Thị trưởng của quận 16, ông Francis Spiner cho biết vụ nổ súng không phải là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một trung tâm tiêm chủng và việc tiêm chủng sẽ tiếp tục tại địa điểm này. Văn phòng công tố Paris nói họ đã mở một cuộc điều tra về vụ giết người và âm mưu giết người sau vụ xả súng. Văn phòng công tố cho biết cuộc điều tra sẽ do đơn vị điều tra hình sự xử lý. Iran đổ lỗi cho Israel về việc ngưng hoạt động nhà máy hạt nhân ở Natanz hứa sẽ trả thù. Hôm thứ hai, Iran cáo buộc kẻ không đợi trời chung là Israel đã phá hoại địa điểm hạt nhân Natanz quan trọng của họ và thề sẽ trả thù trong một cuộc tấn công. Iran đã xác định kẻ gây ra sự cố mất điện tại một trong những phòng sản xuất của nhà máy sản xuất iranium dưới lòng đất. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để bắt giữ người này, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đang nỗ lực ngoại giao để nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran và các cường quốc trên thế giới. Israel phản đối dữ dội thỏa thuận này. Sau đó, cựu tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, hủy bỏ thỏa thuận này 3 năm trước. Được biết, tuần trước, Iran và các cường quốc toàn cầu đã tổ chức một cuộc đàm phán mà được gọi là mang tính xây dựng để, để cứu vãn thỏa thuận các nhà chức trách Iran mô tả vụ việc phá hoại này là một hành động khủng bố hạt nhân và cho biết Tehran có quyền hành động chống lại thủ phạm. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Iran đã đổ lỗi cho Israel và cho rằng những người theo chủ nghĩa Zionist muốn trả thù vì những tiến bộ của chúng tôi trong quá trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Chúng tôi sẽ không cho phép hành động phá hoại này ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hạt nhân, nhưng chúng tôi sẽ trả thù chống lại những người theo chủ nghĩa Zionist. Được biết, Israel quốc gia mà Iran không công nhận, chưa chính thức bình luận về vụ việc này. Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ không liên quan đến vụ tấn công và không có bình luận gì về nguyên nhân của vụ việc. Thâm hụt ngân sách của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong 3 tháng do viện trợ tăng mạnh. Bộ Tài chánh cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã công bố thâm hụt ngân sách tháng 3 là 660 tỷ đô la, là mức cao kỷ lục trong lịch sử cho một tháng, do các khoản thanh toán trực tiếp cho người Mỹ theo gói kích cầu của tổng thống Joe Biden. Thâm hụt trong 6 tháng đầu năm tài chính năm 2021 đã tăng lên mức kỷ lục 1.706 nghìn tỷ Mỹ kim so với mức thâm hụt là 743 tỷ Mỹ kim của cùng kỳ năm trước đó. Mức thâm hụt tháng 3 so với mức thâm hụt 119 tỷ Mỹ kim hồi đầu năm bao gồm khoản thu 268 tỷ Mỹ Kim và khoản chi 927 tỷ Mỹ Kim, cả hai đều cao kỷ lục. Các khoản chi trong tháng 3 đã được tăng thêm 339 tỷ đô la do các khoản thanh toán trực tiếp trị giá 1.400 đô la được gửi cho nhiều người theo đạo luật kế hoạch giải cứu nước Mỹ. Nhiều nguồn tài trợ hơn từ gói kích thích 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim sẽ được triển khai trong những tháng tới, có khả năng khiến cho chi tiêu tăng cao quan chức hàng đầu của Trung Quốc thừa nhận vaccine COVID-19 của mình có hiệu quả thấp. Quan chức kiểm soát dịch bệnh hàng đầu của Trung Quốc cho biết, các loại vaccine hiện tại có khả năng bảo vệ thấp đối với coronavirus và pha trộn chúng là một trong những chiến lược đang được xem xét để làm tăng hiệu quả. Trung Quốc đã phân phối hàng trăm triệu liều vaccine sản xuất ở trong nước ra nước ngoài, và Trung Quốc cũng đang dựa vào vaccine này mà tiêm chủng cho hàng loạt công dân của mình. Thế nhưng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Trung Quốc, ông Cao Phu cho biết tại một hội nghị hôm thứ Bảy, tỷ lệ hiệu quả của họ cần được cải thiện. Ông cũng ca ngợi những lợi ích của vaccine mRNA, công nghệ đằng sau hai vaccine được coi là hiệu quả nhất, Pfizer-BioNTech và Moderna, nhiều tháng sau khi trích vấn liệu phương pháp chưa được chứng minh đó có an toàn hay không. Trong một tin nhắn gửi cho hãng EP trong tối Chủ nhật, ông Cao cho biết ông đã nói về tỷ lệ hiệu quả của vaccine trên thế giới, không chỉ riêng cho Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không trả lời thêm các câu hỏi về vaccine nào ông đề cập đến. Trung Quốc hiện có 5 loại vaccine đang được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng hàng loạt, 3 loại vaccine của Sinovac và Sinopharm, vaccine mục liều của CanSino và vaccine cuối cùng từ nhóm của ông Cao hợp tác với công ty An Huy Hiệu quả của vaccine chỉ hơn 50-79%. đến 79% dựa trên những gì các công ty đã cho biết. Vaccine từ nhóm của ông Cao đã nhận được phê duyệt sử dụng khẩn cấp một tháng trước, nhưng vẫn chưa công khai dữ liệu về hiệu quả của nó. Tính đến ngày 2 tháng 4, khoảng 34 triệu người Trung Quốc đã nhận được hai liều vaccine và khoảng 65 triệu người đã nhận được vaccine một liều. Bắc Kinh vẫn chưa chấp thuận bất kỳ loại vaccine nước ngoài nào được sử dụng ở Trung Quốc. Tính đến chiều thứ hai, hơn 136,3 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu được báo cáo là hơn 2,9 triệu người. Tại châu Mỹ, Hoa Kỳ đã tiêm hơn 187 triệu liều vaccine COVID-19 và phân phối hơn 237 triệu liều vào ngày Chủ nhật dựa theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Hoa Kỳ. Tại châu Âu, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson đã kêu gọi mọi người cư xử có trách nhiệm khi các cửa hàng, phòng tập thể dục, tiệm làm tóc mở cửa trở lại sau khi nhiều tháng bị đóng cửa. Các hạn chế sức khỏe ở Anh được nới lỏng hôm thứ Hai. Scotland, Wales và Bắc Ireland đang thực hiện các kế hoạch tương tự của riêng họ để dỡ bỏ tình trạng khóa cửa. Trong khi đó, thì vaccine Johnson Johnson bắt đầu được chuyển giao cho Liên minh châu Âu vào thứ Hai. Đây là những liều đầu tiên trong số 55 triệu liều dự kiến sẽ được cung cấp cho khối này vào trước tháng 6 người phát ngôn của Ủy ban EU cho biết việc giao hàng của Johnson Johnson thực sự đang đi đúng hướng như đã thỏa thuận. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hàng trăm ngàn tín đồ đạo Hindu đổ xô đi tắm thánh ở sông Hằng của Ấn Độ, ngay cả khi quốc gia này có con số ca nhiễm coronavirus mới hàng ngày cao nhất thế giới. Úc đã từ bỏ mục tiêu tiêm chủng cho gần 26 triệu dân vào cuối năm 2021 sau lời khuyên rằng những người ở dưới tuổi 50 nên tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer thay vì tiêm vaccine AstraZeneca. Thủ tướng Scott Morrison cho biết nước này vốn đã tiêm phần lớn các vaccine AstraZeneca không có kế hoạch đặt ra bất kỳ mục tiêu mới nào để hoàn thành chương trình tiêm chủng của mình. Úc đã chạy đua để tăng gấp đôi đơn đặt hàng vaccine Pfizer vào tuần trước. Hồi đó khi Masuyama trở thành người Nhật đầu tiên đạt giải Golf Master, Mười năm sau khi Hideki Matsuyama ra mắt với tư cách là tay góp nghiệp dư xuất sắc nhất tại giải Augusta National, anh đã giành chiến thắng ở giải Master để trở thành người Nhật đầu tiên giành được chiếc áo khoác màu xanh. Tại khoảng khắc trước khi tay góp Dustin Johnson đưa chiếc áo khoác màu xanh lá cây, Matsuyama nói mình không cần thông dịch viên và nói bằng tiếng Anh, tôi thật sự hạnh phúc. Nhà vô địch giải Master năm lần, ông Tiger Woods đã gửi lời chúc mừng Masuyama về thành tích quan trọng của anh. Hideki đã làm cho Nhật Bản tự hào, ông nói trên Twitter: "Xin chúc mừng anh vì thành tích to lớn này đối với anh và đối với đất nước của anh. Giải thắng Master lịch sử này sẽ ảnh hưởng đến cả một thế giới golf." Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cũng chúc mừng Hideki Yasuyama, gọi chiến thắng của anh là tuyệt vời. Thủ tướng Nhật ông Suga nói: với đại dịch Covid-19 kéo dài, anh đã mang lại cảm hứng cho tất cả người Nhật Bản. Anh trở thành người Nhật Bản đầu tiên vô địch giải Master và là người đầu tiên của Nhật Bản và của cả châu Á giành được chức vô địch lớn này. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Vào cuối ngày hôm nay, đồng Canada bằng 0,7966 Mỹ kim và 0,6688 euro theo bằng Canada trong khi đó một đồng Canada bằng 18.368 đồng Việt Nam. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.732,51 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin ngày 12 tháng 4 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời các bạn subscribe và nhấn nút để được thông báo các video tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn theo dõi và đón xem. Và hãy giúp cho Culture Channel bằng cách chia sẻ video để thêm nhiều người được biết. Hãy để lại comment mang tính xây dựng mỗi khi xem chương trình của chúng tôi. Rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chích ngừa và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19-ontario.ca Một lời nhắn từ chính phủ Ontario